Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tạo hiệu ứng vân cát đẹp mắt cho bề mặt tường. Hãy cùng tôi bắt đầu. Bước 1. Chuẩn bị vật liệu và dụng cụ thi công. Bao gồm 1. Sơn hiệu ứng vân cát Eco Nano. 2. Cọ quét sơn. Bước 2. Chuẩn bị bề mặt thi công. Bề mặt cần được làm sạch bụi bẩn, dầu mỡ và các vết bẩn khác, đảm bảo bề mặt được bả phẳng, sơn lót và khô hoàn toàn. Bước 3. Tạo hiệu ứng. Bạn có thể lựa chọn 1, 2 hay nhiều màu sơn hiệu ứng vân cát để kết hợp với nhau. Bạn sử dụng cọ sơn, lấy một màu sơn hiệu ứng vân cát phủ lên bề mặt. Bạn có thể sử dụng cọ đưa theo nhiều hướng khác nhau, theo chiều vân hiệu ứng bạn thích. Tiếp tục, bạn có thể cài những màu tiếp theo hiệu ứng mà bạn mong muốn. Như vậy, đó là quy trình thi công sơn hiệu ứng vân cát Eco Nano. Bạn có thể lựa chọn nhiều màu khác nhau, phù hợp với bạn. Chúc các bạn thành công. Cảm ơn các bạn.